Chào mọi người, mình là Thủy Lê, huấn luyện viên cuộc sống của Học viện Proctor Gallagher. Tiếp tục câu chuyện cuộc đời của mình đã thay đổi như thế nào từ khi tiếp nhận và ứng dụng những kiến thức phi thường về năng lượng, về tâm trí và các quy luật vũ trụ. Trước khi gặp Bob, cuộc đời mình diễn ra là ba mẹ mình đầu tư cho mình học hành đến nơi đến chốn. Sau khi ra trường, mình nỗ lực tìm công việc ở các doanh nghiệp và nỗ lực phát triển bản thân để đạt được những cái nấc thang nghề nghiệp trong doanh nghiệp. Và thực sự là mình đã leo lên cái nấc thang cao nhất trong nhân sự tại các doanh nghiệp. Khi mình học với Bob, mình mới bắt đầu soi lại con đường phía trước của mình và mình nhận ra rằng, ồ, tại sao mình thành công và mình đã thành công bằng cách nào? Tuy nhiên, mình cũng bắt đầu soi cái vấn đề này liên quan tới chuyện giáo dục con cái. Và mình thấy rằng, cách mình đang chuẩn bị con mình vào đời y chang như cách mấy chục năm trước đây ba mẹ của mình chuẩn bị cho mình vào đời. Mình cũng đầu tư, dành dụm để phát triển học vấn cho cháu. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Tuy nhiên, cái điểm quan trọng rằng suy nghĩ của mình cũng là, hãy học hành, tìm một công việc để làm. Tuy nhiên, khi mà nhìn những cái biến động của thế giới và khi hiểu về vũ trụ là luôn luôn thay đổi, mình thực sự giật mình. Mình đang chuẩn bị con mình y chang như ba mẹ mình đã chuẩn bị mình vào đời. Và điều đó có nghĩa là gì? Mình đang chuẩn bị con mình cho một thế giới của mình hiện tại chứ không phải của nó trong tương lai. Mình đang chuẩn bị con mình cho một thế giới có khả năng không còn tồn tại nữa. Vậy thì làm sao để một đứa trẻ có thể vững vàng vào đời trong một thế giới luôn luôn biến động và tốc độ thay đổi rất nhanh từ khi chúng ta có Internet? Với những suy nghĩ đó và với những cái hiểu biết về bản thân mình thực sự xoay chuyển 360 độ trong cách chuẩn bị con vào đời. Mình chia sẻ những điểm mà mình đã làm với các cháu ha. Chúng ta sẽ thấy là chúng ta có một niềm tin sai rằng đứa trẻ cần phải nhét vào đầu nó rất là nhiều thứ. Nhưng sự thật là bên trong đứa trẻ đã có đầy đủ tiềm năng và khả năng để tạo ra cuộc sống phi thường của nó. Vấn đề của chúng ta là làm sao để đứa nhỏ hiểu được những khả năng và tiềm năng đó để kích hoạt cái khả năng sáng tạo của nó. Bởi vì khi nó thực sự kích hoạt khả năng sáng tạo, nó luôn luôn tìm ra cách để thực hiện chuyện đó như thế nào. Và đây là những việc mà mình đã làm. Việc thứ nhất, mình giúp cho con hiểu về tiềm năng và khả năng tồn tại bên trong mỗi con người. Điều thứ hai mình đã làm là liên tục kích hoạt đứa nhỏ kết nối với bản thân mình để tìm ra mục đích sống của nó. Nó sẽ tự hiểu và xác định xem nó thực sự muốn đóng góp vào thế giới này những giá trị gì. Nó muốn mang đến những điều tốt đẹp gì cho chính mình và cho mọi người. Các bạn biết không, mục đích sống là một trong những công cụ rất tuyệt vời để kích hoạt năng lượng của các bạn. Bởi vì trong mục đích sống, nó sẽ hàm chứa khái niệm bạn phục vụ người khác, bạn giúp đỡ người khác, bạn muốn người khác tốt hơn. Và điều thứ ba, đó chính là tạo ra những cái bài tập nho nhỏ luyện tập cùng con để từ đó đứa nhỏ có thể kết nối với bản thân mình và tìm ra mục đích sống của mình.